Khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay, trên địa bàn khóm 7 thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, xảy ra sạt lở đất ảnh hưởng đến 3 hộ dân, ước tổng thiệt hại khoảng 110 triệu đồng. Cụ thể, vụ sạt lở đất làm sụp một phần căn nhà của hộ ông Trần Quốc Diệt với diện tích bị sạt lở khoảng 60 m2, ước tổng thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Hộ ông Trần Giang Khảo, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 22,5 m2, ước tổng thiệt hại khoảng 20 triệu đồng và hộ bà Gió Thị Kim Loan với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 40 mét vuông, ước tổng thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Căn đã cử lực lượng xuống giúp các gia đình khắc phục hậu quả. Sáng nay, huyện Nam Căn thành lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng nhằm sớm ổn định cuộc sống.